Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Con là Siên, địa chỉ thành phố Cần Thơ, quận Bình Thủy nha. Hôm nay con có mớ đồ linh tinh, con đưa lên đây cho các bác tham khảo. Nếu mấy bác nào ưng được xin alo con ha. Đầu vô con có mấy bộ chuồng chuồng nha các bác. Bộ chuồng chuồng này là chuồng chuồng nhôm của Đức nha các bác. Nó găng cỏ thì con lành, con kiểm tra hết rồi. Về mới dặn vô mình xài thôi. Nó một bộ gồm hai con sau và hai con trước. Nó hai con sau thì nó lớn, hai con trước của Đức nó vậy nha các bác. Còn Pháp nó bằng nhau hết à. Nói chung găng cỏ thì ngon lành hết nè. Giờ con giao lưu bộ gì là 350k bao ship nha. Đó. Có tổng cộng là 3 bộ. 3 bộ nha. Găng cỏ là ngon lành đó nè. Mình dặn vô là xài như thế này cũng chưa vệ sinh, chưa chùi rửa nha các bác. Đó. Rồi. Hai bộ thứ hai ha. Dây màu đỏ, dây màu cam. Đây bộ thứ ba dây màu cam luôn. Nó giờ dính nhớt cái đùm lum cho nghe các bác. Nó găng cỏ thì con kiểm tra rồi nha, nó bao găng các bác về mà nói găng hư là con cứ trả lại con, nó thẳng cầu lại cái gì đi. Nhưng mà cái là không có cái con kiểm tra rồi hết rồi nên không có vấn đề đó, là nó ít có khi nào nó trường hợp đó nó xảy ra lắm nha. Đó, mình kiểm tra rồi. Nó dặn từ cây ốc, con ốc vô trong cái cây cốt hết rồi nha các bác. Đó. 350k một bộ nha. Còn có 3 bộ, còn này là nó có 2 con sao thôi. Nói cái này là dành cho các bác trong khi thiếu 2 con sao. Nó 2 con sao được nó ưa hư lắm, 2 con trước nó ít hư hơn. Rồi. Cái bộ này thì con giao lưu là 170k bao ship nha. 170k bao ship cho 2 con sao thôi. Đó, bác nội được alo con nha. Đây còn có cái clip. Clip mình clip thả nha các bác. Clip mình clip thả cối nhật nha. Xài cối nhật nha các bác, chứ không có xài cối có ý nha. Cối nhật. Đó. Cái này nó còn sáng nha các bác. Cối 8. 2 4 6 8 nha. Đó. Sáng chói luôn, sáng trưng. Cái răng còn ngon dậy luôn, không có mòn gì hết nha. Cái này có cối này nhỏ nè các bác. Rồi con giao luôn cái clip này là 550k bao ship nha. Có 8, 550k bao ship cho cái cối này. Ủa cái clip này là xài clip thả nha các bác. Đó, 550k bao ship. Găng cỏ rồi ngon lành, chưa mòn gì hết nha. Cái này clip gì chuyên dụng nha các bác, dành cho xe đua nè. Clip này clip nhỏ. Đó, cái clip bự bự thì nó dành cho xe thường, mình chạy thể dục thể thao. Con này clip dành cho mấy chiếc xe rồi chuyên dụng đua nè. Cối nó nhỏ hơn, cái nồi nó nhỏ hơn nè. Nó theo mấy thằng sáng chói luôn, ló ra mắt đó. Rồi bác nợ alo con ha. Rồi 550k bao ship cho cái clip này, bác nợ alo. Đây còn có cái này, cái chân trống nè. Cái chân trống này chân trống đời mới nha các bác, xe mới làm nha, của Sài Gòn nó làm. Nhưng nó là làm theo nguyên bản bọc một nha, của đồ xưa đó, đồ mới nhưng mà làm theo kiểu đồ xưa, nói chung là đồ nhái đó, nói chung là gì đó. Đó nhưng mà cái chân chấm thì nó cũng không đến nổi gì nó quan trọng lắm, nên nói chung là cái giá trị thị trường của cái chân chấm thiệt sự của đồ Pháp thì nó rất là mắc, còn cái chân chấm này thì nó rất là rẻ, nó rơi tầm khoảng 430.000 một cây này nha, bao ship nha các bác. Bác nào ưng alo con, 430k bao ship. Còn giao lưu như là 430k ship cho cái chân chấm nhôm này ha, chân chấm chữ A. Đó, giả cổ chứ không phải là đồ cổ. Đồ cổ thì nó cũng giống như chị thôi. Đó, nhưng mà có cái là này là nó không phải đồ cổ, này là đồ mới làm. Đó, bác nào ưng được alo con. Đây một cái bông tăng nè. Bông tăng này của hãng Sake Gia Băng các bác. Đó. Chuông còn cái này luôn, chuông Bigaton luôn nha. Trời, con giao luôn cái bông tăng này với cái chuông luôn là 550k bao ship nha. Bông tăng này dài một tấc hai nha, một tấc mốt nha các bác. Một tấc mốt chứ không phải tấc hai, tấc mốt thôi. Dài tấc mốt, chuông Bigaton theo bông tăng. Rồi bác nào ăn alo con, 550k bao ship cho cái bông tăng này. Ở trước nó có chữ cúp tôm nè. Rồi bác nào ăn alo con, đây con bông sắt nha các bác. Cái bông sắt. Rồi cây đạn 100k nha, 100k bao ship cái bông tăng sắt này nha. Bác nào về chơi buộc sắt
nó đi vô cái bằng tăng sắt nữa là vô trên chiếc xe sắt luôn nha. Rồi anh chậm cà bao ship cái này bắt đầu nha, lâu coi cái này. Đây còn có mấy cái yên này, cái yên cổ kìa, yên xưa nha các bác. Mấy yên này bằng da, da thiệt, da bò, da trâu gì đó, con cũng không biết nữa nhưng mà nó da thiệt. Máy này nè, lủng lỗ nè, sóc trái tráng luôn nè. Còn này thì nó còn lá gách lỗ nè. Nó này, này chấm chấm đi còn nè. Này yên này giống yên Đức các bác ơi. Rồi cái yên này con dâu luôn là 350k bao ship nha. Nó 350k bao ship cho cái yên này, nó gạch lỗ chỗ này. Nó gạch chỗ này một xíu nữa. 350k bao ship, yên cổ. Về trưng bày đã co hết sảy nha các bác. Còn đây cái yên này nữa nè, ba có lỗ trên đầu luôn. Ở sau nè, đó vậy đó, chữ nghĩa còn luôn nè các bác. Rồi cái yên này cái da nó cứ ngắt rồi nha các bác. Này ngồi mình nhớ mình đi chim trái banh vô nha, không coi ngồi lên cái chạy thời gian nó gãy luôn, nổ luôn. Nè chỗ này nó có giá lại nè các bác. Nè. Nó chen chỗ này giá thêm miếng nè. Đó. Rồi cái yên này con dâu luôn là 650k bao ship nha. Rồi 650k bao ship cho cái yên này. Nó bác nào ưng được alo con ha, nó có ba lỗ như này nè. Ngồi nhớ chim đồ vô nghe các bác, không chim vô nó nổ hư bể. Đây còn có mấy cặp ngàm luôn, cuột nha các bác. Cặp này là cặp đia combi nha. Đia combi không có tay phụ nhưng mà có lỗ gắn tay phụ. Đó, không có tay phụ nhưng có lỗ gắn tay phụ nha. Mình về mình có tay phụ thẳng mình gắn vô nè, cái nó đẹp nha các bác. Đó, đồ này đồ da băng. Đó, dây cơm da băng nha các bác. Chưa rửa, chưa vệ sinh. Rồi, con dao lưu bộ này là 350k bao ship. Bác nào ưng được alo con ha. 350k bao ship cho bộ này luôn. Đây, bộ này nữa. Bộ này bộ Shimano nha các bác. Shimano. Nhưng mà bộ này cũng có tay đồ gắn tay phụ luôn nè. Nè, có lỗ gắn tay phụ luôn nha. Nhưng mà không có tay phụ, nói vậy đó. Rồi thằng Diacom với thằng Shimano hai thằng tựa tựa nhau, mỗi cái cao cách nó khác nhau tí xíu thôi. Rồi lạnh lặng, nút niết đầy đủ. Rồi 350k bao ship luôn. Bác nào ưng được alo con ha. Đó Shimano. Đó cái thằng nãy là Diacom đi Shimano. Còn đây thằng này có tay phụ, có tay phụ thắng phụ nó nhưng mà không có chữ. Thằng này giống cô tẹp hơn, có tẹp hơn của Nhật nha các bác. Này giống cô tẹp hơn của Nhật nhưng mà nó cũng là tay thắng cột, bắt cột não cũng được chứ. Lạnh lặng, nó bắt lên gì nè, nó không phụ gì nè. Rồi cái này là 450k bao ship cho cái tạp vào tay phụ nè. Bác nào ưng alo con. Đó, không có chữ nghĩa gì trơn, bằng nhôm thôi. Rồi 450k bao ship cho này, bác nào ưng alo con. Mấy cái tay này nè, nó không có chữ nghĩa nhưng mà nó bền. Nhôm này nó sáng, sáng đẹp nè. Nó không chữ nghĩa nhưng mà nó cũng đẹp bền nha các bác. Rồi cái ngàm này nè, rõ bán hoài mới mua nó, ba mua hết chiếc xe còn cái ngàm bán hoài mới mua. Rồi nay con hạ giá luôn, hết giá luôn đó, 270k bao ship đó cho cái ngàm này. Bác nội nghe lô con đó, hết giá nha các bác. 270k là không có hạ nữa nha. Đó, mấy bác chị lắp xe 700c nha. Đó, 700c 270k bao ship. Còn bác nào mà lắp xe khác thì không có được, cái này chuẩn tại ngàm, ngàm chuẩn 700c. Rồi hôm nay mà không ai mua nữa là con dục nó vô trong cái đóng phế liệu con luôn. Dục cho đóng phế liệu cho nó cái bài dây chai, bà cũng chè gì chè cái nhôm là bà phái nhôm sắt, bà cũng phái nhôm, bà cũng phái gì, bà cũng phái mũ, cũng phái nữa. Rồi bác nào ưng được cái cặp đó alo con.
Đây còn có bộ số 3 nè. Bộ số 3. Nó có cũ theo thời gian. Chưa móp méo, có hạn mấy dưới nè, xíu nè. Đó, còn mấy cái chỗ ống này thì chưa gì trơn nha, chưa móp gì hết á. Cái này là hiệu có gì đây? Gì Fonenco gì nè, không phải Vivo. Đó, hiệu Fonenco gì đó, không phải Vivo như các bác. Còn bán cái bộ đầu gì á là 330 ship nha. Ừ, bác về dắt dựng xe hoài niệm chơi nha. Rồi 330k bao ship cho cái bộ đầu này, bác nào ưng alo con. Đây, cuộc. Cuộc sắt nha bác, cuộc sắt. Chỗ này bằng nhôm. Ừ, có chữ nghĩa đầy đủ nè. Rồi con giao luôn cái này, bữa nay là 150k bao ship luôn. Cái này nó là 42 nha các bác. Rộng nha. 42 150k bao ship cho cái này luôn. Nó bác nào ưng được alo con. Cái này nó còn lại là con ghét lắm, con bán hết. Con bán rẻ gì đó, cho lỗ luôn cũng bán nữa. Rồi cái này luôn. Bông tặng với mà đi đông luôn nha các bác. Này xe đời mới nha. Nó xài cổ ép. Rồi. Rồi con bán cái này là 370k bao ship cho cái bộ này luôn. Đó. Đó bác nào ưng được alo con nha. 370k bao ship cho cái bộ này luôn. Ừ, có chữ top tem luôn nè. Bằng nhôm hết nha các bác. Rồi. 370k bác nào không ngừng cái nữa. Bữa nay con cho nó đi thăm bà cho chạy luôn. Đó chẳng thà lỗ luôn. Ừ, để hoài thì ghét lắm. Rồi bác nào ưng được nào món nào alo con cái đó nha. Hôm nay con có nhiều đó, bác nào mà cảm thấy được mình hợp với xe nè, mình của mình thì cái món nào thì xin alo con cái đó. Rồi ở con cái này nè, quên cái này nè, cái này có cặp pidan nè. Rồi 230k bao ship luôn nha các bác, bằng nhôm kiểu quái nha, mắc hai cái nắp, nó mắc hai cái nắp mũ ở trong nè. Rồi 230k bao ship cặp pidan này luôn, bác nào ưng được alo con nha. À, hôm nay con có nhiều đó. Ủa con cái này nữa chứ, cái này nữa nè, hai cái này nữa nè ba ơi, cái này hai này nữa nè, hai này là đèn hậu nha các bác, đèn hậu xưa nha, à, cái chữ Catilus nè, đó, này bằng nhôm hết nha các bác, rồi bằng nhôm luôn, con dao luôn cái gì là 350k nha, nó cái này nó về đề co thôi các bác, nó không có cháy gì nữa chứ nha. Nói chung cái này là hồi xưa đó, nó xưa xưa hồi xưa con mẹ bán dưa bán cứ cái cẳng gì tới giờ con không biết nữa. Nó thấy nó bán thì trong cái xe thì chung hết trơn thì mớ đồ thì cũng mua chung hết vậy đó. Rồi con bán vậy thôi chứ con nói chung là nó là biết đồ xưa thôi, chứ còn này là đồ của Pháp nè, này bằng nhôm nha. Đó. Rồi 350 một mi một cái gì nha, cái nào không 350 chứ bác nào ưng được alo con. Nó nó thời ngày xưa nó có like một hai món như hai ba chỗ vậy nè. Nó nói chung lại này đề co đồ chơi thôi, mấy chiếc xe bíp bíp thì không gắn vô nó không được, nhìn nó xấu. Nói chung mấy chiếc xe mà cổ cổ bụi bụi á, lắp vô rồi mình thấy nó hợp hơn. Rồi bác nào ưng được nào alo con đó ha. Rồi xin chào các bác.